42 kg, cao 1m4, nhưng xếp là mình tim mà hết chỗ. Thầy bói nói rồi, tim cưới em về nhà là anh đời sẽ hết khổ. Cầu trời mai trúng số là anh rước em liền, vì anh tính em hiền. Yêu em tuy là miễn phí nhưng mở miệng là tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nè, ba anh hứa mang theo chầu cao, mẹ anh cũng hứa rồi. Ý em sao cưng ơi? Giới thiệu lớn lên cho bên gái cùng nghe nha. Em xin chào kính thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và dạ, tất cả mọi người có trong trường quay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến đây xem hành trình hát ới của em. Dạ, em tên đầy đủ là Lưu Trạch Đông, sinh năm 1994. Em mạng quả, em phù hợp với mạng thổ và mạng mộc. Thôi bói luôn vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Quả có khi bóc quả cũng mệt lắm nha. Không, em bình thường là trung tính lắm, không có nóng đâu. Em quê ở đâu? Dạ em ở quê ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều khỉ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đầu tư kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Dữ ta. Rồi còn em giới thiệu đi. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bé Ngọc, em sinh năm 1993, em đến từ An Giang và hiện tại em là một giáo viên tiểu học. Em ở An Giang luôn hả Ngọc? Dạ em ở huyện An Phú ạ. Là qua phà luôn đó hả? Dạ. Gần Hương Linh. Giờ cũng qua phà. Ở Tân Phú cũng qua phà, vậy hai đứa này nó hợp phà nè. Vậy hả? Nhưng mà có gần nhau không Linh? Gần lắm. Đi chắc cũng khá. Mấy? Tới tối mới tới. Ủa thiệt luôn á hả? Trời. Không sao, đường xa xôi gì, yêu nhau mà có chuyện gì đâu ngại, đường xa cách trở đúng không? Em có ngại yêu xa không? Dạ không ạ, chỉ cần là hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau là được. Bây giờ em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em đó là giỏi việc nội trợ và rất là giỏi về việc kinh doanh buôn bán. Còn đối với nhược điểm của em là em nói chuyện hơi lớn và đặc biệt là nóng tính. Hay làm bất cứ việc gì em cũng phải ghi, em phải ghi em mới nhớ, còn nếu không em sẽ quên. Trời, em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là dễ nhìn. Nhìn thấy liền luôn. Dạ đúng rồi. Dạ khuyết điểm của em là em chưa tìm ra. Khuyết điểm giống như gót chân Asin á, mình mà tiết lộ ra là người khác sẽ làm cho mình yếu đi. Ta xâm sâu vào cái khuyết điểm của mình làm mình mất tự tin luôn. Đúng rồi. Mắc mới gì tiết lộ khuyết điểm đúng không? Là sao, là ông giấu luôn á hả ông? Dạ không có giấu nhưng mà ai tìm được thì tìm. Trời đất ơi. Được. Cắt ở xa nhau mà cắt cớ quá à. Ừ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào luôn. Thiệt không? Dạ thiệt. Rồi có bao giờ tương tư một cô gái nào không? Dạ chưa luôn. Có bao giờ cảm giác thấy cô gái nào đẹp chưa? Em sở thích em là thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp. Có ngắm không? Em thích nhìn. Nhìn hoài mà sao không thích là sao? Nhìn mà lúc đó tại em lo cho tương lai. Em tích lũy vốn để cưới vợ nên hạn chế không quen những cô gái xinh đẹp được. Đến tuổi này em mới nghĩ tới. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Người ta là thích nhìn con gái là khác nha, là đổ đồng hết hả, cứ gái là nhìn. Em cũng nhìn những cô gái bình thường mà nhìn ít thôi, cái đẹp em nhìn nhiều hơn. Vậy hả? Em đủ bản lĩnh, đủ tự tin về bản thân mình để mà mình có thể mà tiến tới một cái tình yêu cũng như là hôn nhân. Dạ đủ, em có tập gym để có thể chuẩn bị thân hình dạng dở để bảo vệ. Tức là tập gym để bảo vệ vợ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ta nói tập võ để bảo vệ vợ chứ tập gym bảo vệ gì. Là tập gym để có cơ bắp, ta thấy là ngán. Anh thấy có nhiều người cơ bắp không ai ngán hết trơn. Em rồi tập được mấy múi rồi? Em tập chắc cũng được 3 múi ngang. 3 múi ngang. Thôi vậy cũng được rồi, từ từ. Vậy là em đi tập gym, tại sao em không cua một cô gái nào trong phòng gym? Nhà người ta có bồ hết rồi. Gặp ai có bồ trong cái công ty bất động sản như của em, nhiều cô đẹp lắm mà. Dạ, nhưng mà người ta có gia đình hết rồi. Ai, không ai có, chưa có gia đình chân hả? Không có gia đình, mặt đó không có được xinh xắn. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Thì thôi bỏ qua. Thôi nói giỡn vậy thôi cho em bớt rung thôi. Nghe. Bây giờ này đâu. Trời, bình tĩnh luôn đó anh trai hả? Em rung bên trong. Rung chỗ nào? Ở trong tế bào á. Ở trong tế bào á. Chị đố em á, bây giờ cái người mà ngồi bên rào bên đây á, cái nhân dáng, cái hình dáng của người ta ra làm sao? Dạ da trắng mặt xinh. Tao không biết. Cá không? Giờ chắc dạ. Không? Em viết trong hồ sơ vậy á. Ví dụ mà da không trắng, mặt không xinh thì em tính sao? Thì thôi. Nhưng mà đẹp là được. Đẹp mà cái tính tình không ra gì thì sao? Thì giờ vàng liền rồi. Mẫu lý tưởng cái người bạn gái của em, hình như em thích là đẹp như thế nào? Đẹp cỡ Nancy á. Ví dụ như cỡ đẹp cỡ Nan Giải được không? Em nhìn thích là thích à? Ừ. Bây giờ em nói ở Việt Nam đẹp cỡ nào? Dạ cỡ chị Hồng Vân hồi trẻ. Tôi mà hồi trẻ thì dễ tìm. Ôi trời, em gái da trắng, có trắng, xinh,
Có xinh. Bây giờ em nãy giờ em nghe bạn đó nói như vậy á, thì cái cảm xúc của em là sao? Bạn trai này có nghĩa là cái mẫu người là bạn ấy thích về cái đẹp nhiều hơn. Thì đối với em á, mẫu người lý tưởng của em á thì chỉ cần dễ nhìn, cao hơn em và chủ yếu là ở cái tấm lòng thôi. Em không cần cái ngoại hình. Đúng rồi. Chủ yếu là chung thủy, biết lo cho gia đình là được. Bên kia là bạn kia nói là bạn chưa có người yêu luôn đó. Dạ. Còn mình thì sao nè? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là em quen lúc đã học đại học. Người đó đã có gia đình và có con mà em không biết. Chia tay có mối tình đầu xong cũng cỡ một năm mấy hai năm em mới quen mối tình thứ hai là người đó làm tài xế. Nhưng mà sau này em đi dạy do tính chất công việc rồi không có điều kiện cũng như thời gian để gặp nhau nên rồi dần dần cái tình cảm nó bị phai nhạt đi. Nếu yêu xa nữa thì sao? Chủ yếu là ở hai người hướng về nhau thôi, hiểu nhau, hướng về nhau là được. Nói cũng xa đâu, cách nhau có hai cái phà thôi. Điều gì em không thích ở đàn ông? Điều mà không thích ở người đàn ông đó là gia trưởng. Kiểu mà cờ bạc chứ hút thuốc là em không thích. Còn ổn thì ở mức xã giao. Có gia trưởng có cờ bạc hút thuốc không? Dạ mấy đó em không dính tới. Được. Thôi thôi được rồi. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với em trai ruột và ba bà bạn thân. Chào chú Quyền Linh với chào cô Hồng Vân. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em là em trai của chị Ngọc. Anh bên đây thì nhìn cũng được, cũng có công ăn việc làm ổn định. Thấy là cũng hợp với chị. Chị của em thì rất là giỏi, nấu ăn cũng rất là ngon và cực kỳ là hiếu thảo. Rồi, mình gặp đàn trai đi. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với cha già kính yêu của em. Chào dạ, bác. À, dạ chào bác. Dạ. Dạ chú Quyền Linh. Dạ. Bác hôm nay đến đây cũng nhờ cô chú giới thiệu cho nó được có đôi có bạn. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Nay 73 tuổi rồi. 73 hả? Nhà bác làm gì bác? Trồng xoài, trồng cây bác. Cái cô này bác thấy sao? Thấy được rồi con. Trời. Rồi chào bác. Thôi về Cần Giờ dạy đi em. Cần Giờ đang phát triển đó. Bây giờ mình mở rào đi hả bà mối. Mở rào. Nói lớn lên nha. Gặp bạn gái nói lớn lên. Coi coi mặt xinh da trắng không. Bắt đầu rồi đó. Tấn công. Mình có món quà tặng bạn. Xin anh em đi. Dạ anh có món quà tặng em. Đây là cuốn sách anh tâm đắc nhất là đó là Nguyễn mỗi ngày một chút thôi. Còn cuốn này là cuốn vượt biển lớn. Hy vọng là chúng ta có thể vượt biển lớn cùng nhau. Còn cái cây đó. Còn cây này là anh nhà anh trồng cây thuốc bìm bịp. Cây này dùng giải chữa đau nhức xương khớp. Tại má anh bị xương khớp nên mua về trồng. Trồng nhiều dư da nhiều quá rồi. Anh tặng em luôn. Dạ rồi em cảm ơn. Cái này em đem tử quê lên. Thì cây xương rồng là nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sự trường tồn của tình yêu. Thì em cũng mong tình yêu của chúng ta cũng như vậy. Cái cây đó sao xương khớp gì? Tại trồng nhiều quá dư ra hả? Dạ đúng rồi, trồng nhiều lắm. Tại mới đầu em mua mỗi ngày một chút thôi á. Em mua chút nó ra một đống nó luôn. Dư ra tặng bạn gái hả? Ủa cái cây này là cây thiệt luôn hả cưng? Dạ đúng rồi, cây giống. Ủa vậy hả? Y như cây giả vậy đó hả? Bên còn dư nữa không? Dạ còn nhiều lắm. Chú lấy, anh lấy thì em tặng luôn. Đây nè, cần nè, xương khớp đau quá đây nè. Dạ ok luôn. Còn nhiều tặng hết phim trường này được không? Dạ thôi cái đó bán chứ. Nói cảm giác coi nè. Da trắng mặt xinh không hay là sao nè? Dạ đúng rồi, da trắng mặt xinh. Nói đi, nói cho người ta nghe đi. Mở rào ra là anh thấy sao? Anh thấy em da trắng trong mặt xinh. Có đúng cái gu của em không? Dạ đúng. Em giống như trong truyền thuyết bức da vậy. Giống như cái bản mô tả anh viết vậy. Đó, thấy trời ơi chung. Anh thấy em như thế nào? Thấy em da trắng mặt xinh. Em thấy anh sao? Em thấy anh là vui vẻ, hài hước. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Thì cái tính chất công việc của anh là anh đi mỗi ngày hay là sao? Không, anh đầu tư xong thời gian tự do lắm. Đầu tư hết tiền rồi ở nhà chơi thôi. Tiền đâu đầu tư nhiều. Tại vì khoảng cách xa quá thì anh có thể sắp xếp về thăm em hay là em lên đây thăm anh? Chia đôi ra. Trời ơi, chia anh. Ta xa quá, sao ta đi được? Em là giải miết à, từ thứ hai đến thứ sáu. Anh có món quà tinh thần gì tặng em không? À, anh cũng biết hát. Rồi đứng lên, tiến tới hát liền. Tấn tới, tấn công. Dạ rồi. Có bài hát này anh tặng em nè. Ví dụ 42kg, cao 1m4. Nhưng xíu là mình tim anh hết chỗ. Thầy bói nói rồi, tim cưới em về nhà là anh đời sẽ hết khổ. Cầu trời mai trúng số là anh rước em liền. Vì anh tính em hiền. Yêu em tuy là miễn phí, nhưng mở miệng là tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nè.
và anh hứa mang theo chậu cao. Mẹ anh cũng hứa rồi. Ý em sao cưng ơi? Hay quá, anh ráp đó, anh ráp đó. Bài gì vậy? Dạ bài ý em sao? À, đúng. Còn bài nào khác không? Dạ hết rồi. Dạ, bài là bài hát đó cũng như anh muốn nói đó. Ý em sao? Em nói thiệt, đây là một cái duyên. Em từ An Giang lặn lội lên đây, anh biết cũng đường xa xa. Em muốn cho chúng ta cơ hội. Còn cái chuyện mình tìm hiểu như thế nào là chuyện của tương lai. Rồi em có đồng ý về Cần Giờ ở với anh không? Em có đồng ý về Cần Giờ với anh. Theo em là có chồng thì theo chồng. Ok. Dạ. Em đến đây em cũng có một bài hát muốn gửi tặng đến chương trình cũng như anh. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cánh lúa cho bông. Bờ đê đồng ươn ướt mướt, trời xanh nhường nhường chim ca. Lúa lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Cưới nhau về thì mà em muốn mấy đứa con, rồi con trai con gái hỏi đi. Sao mốt cưới về em muốn mấy đứa con? Tại tính chất công việc em là giáo viên thì hai đứa là đủ. Hai đứa được Minh Linh. Ai biết em? Em thấy đủ chưa? Nhà gia đình văn hóa là chỉ như vậy thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ xem mình có nên bấm nút hay không, mình có trao duyên cho người đối diện hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ngon lành. Ngon lành rồi. Bắt tay liền. Tấn công. Trời ơi. Bắt đầu từ bây giờ mình chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi xin phép ba cho con cưới vợ. Xin phép ba cho con cưới vợ. Em cho hôn một cái nha. Dạ. Được không? Thơm thơm. Bây giờ nè, ôm chặt lại cái người yêu cảm giác. Chưa từng có người yêu đó. Ôm chặt vô coi, ôm chặt vô. Hung. Tự nhiên đi. Hung. Em hung chứ em bắt ta hung em. Rồi em hung rồi. Em hung bên đây. Rồi hai bên cho được. Đây là sản phẩm của anh Quyền Linh ha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Về tặng cho ba để chống rụng tóc. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào bạn gái đi trước, mình đi sau bảo vệ, mình tập gym phải bảo vệ phụ nữ chứ. Dạ em mới biết, mới quen mà.